sẽ chỉ mọi người cách đi mua một con iPad đi nha. Nói iPhone nhiều hôm nay em sẽ nói cho mọi người đi mua một con iPad. Những cái bài nói này của em chỉ áp dụng với con iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad 5 chính là iPad M1, mini 1, mini 2, mini 3, mini 4, mini 1, mini 2, mini 3 thôi. 4 không áp dụng được. 4 với E2 thì nó lại là công nghệ khác, cho nên mình không áp dụng. Em nói luôn là cách đi kiểm tra để mua con iPad nhé. Thì cũng đơn giản nhất đấy là mình đánh giá con iPad không móp méo, không rơi, không bị móp méo, cấn hay là không va đập mạnh gì cả, thì cái con đấy là cái người chủ trước của người ta dùng nó giữ thì nó sẽ rất là bền. Sau đó mình mua mình để ý qua cái lớp vỏ này, đó, cái chất liệu rất là mịn này, sờ rất là mịn tay, cái phông chữ nó in rất là đều, đó, cái phông chữ này nó in rất là đều, không có chuyện là cái phông lại chỗ thì đậm xuống, chỗ thì lại nhạt, chỗ cao chỗ thấp kiểu như neo núi đấy thì không phải là phông. Đây nó rất là đều, đó, mọi người nhìn đều thăm tắp. Đó, đó là vỏ. Vỏ thì cái thứ hai nữa là mình sẽ nhìn thấy là cái chân sạc này, cái chân sạc này nó nắp rất là khít. Đây, cái chân sạc nó nắp do cái vỏ rất là khít, khít khít luôn, không có một điểm hở nào cả. Chân sạc rất là khít nhá. Cái này thì nó không giống như thằng iPhone là các cái lỗ loa này nó không cắt CNC nên khi nhìn nghiêng này nó không bóng, nó không bị ống, không được ống. Nhưng mà iPad thì nó là một cái khác, nó là một bên khía cạnh khác. Đây, mình nhìn đến điểm thứ ba đó là mình nhìn cho mọi người nhìn cho em là cái chân tai nghe nó không bị lồi lên hay là bị lõm xuống hay bị thụt xuống. Cái chân tai nghe nó rất là mịn, nhìn nó rất là mịn, quả táo đấy, sờ rất là mịn, không bị gờ hay là không bị lõm. Cái giải anten này đối với những con mà có 4G có thể gắn được sim ấy, cái giải anten này này so với cái vỏ này mọi người cũng miết tay này, nó rất là đều, đều, nó không bị gờ, không bị ráp, mịn màng. Thì đấy được gọi là con iPad zin về vỏ. Còn với màn hình thì đánh giá màn hình thì em chỉ mọi người đánh giá màn hình nhé. iPad nó không giống iPhone. iPhone thì chỉ cần vặn hai cái ốc đít là nhấc được màn hình lên và thay một cái màn hình khác rất là dễ dàng. Nhưng iPad thì không. iPad nó không có ốc, cho nên khi người ta thay màn hình là người ta phải khò nóng cái phần kính này và người ta nhấc cái kính lên để người ta thay. Thì với iPad mà khi đã thay màn hình thì rất nhiều trường hợp em đã gặp đấy là iPad nếu thay màn hình thì nhìn kỹ là sẽ thấy có những hạt bụi nhỏ li ti ở trong màn, chắc chắn là sẽ có những hạt bụi nhỏ. Ở Việt Nam mình thay không ai có thể giấu được cái đấy cả. Không ai có thể giấu được những hạt bụi nhỏ ở trong màn cả. Nếu các bạn để ở màn đen này, các bạn nhìn kỹ từng góc một, nhìn kỹ lướt đều tất cả các màn hình gì, nếu mà có những hạt bụi ở bên trong, nó giữa cái lớp kính và cái lớp LCD thì cương quyết không lấy con đấy, tại con đấy đã thay màn hình, đã thay cái kính hoặc cái thay LCD cái đấy em không biết, nhưng mà đã bóc ra rồi. iPad thì không được bóc. iPad bóc ra là mất zin. iPhone thì bóc thoải mái, cái đấy thì tất cả mọi người đều công nhận. Nhưng với iPad bóc ấy thì là mất zin, không còn zin đâu. Mọi người đi mua thì để ý kỹ này, cái viền răng này nó không có điểm bị cạy mở hay là bị bay màu sơn ở bên trong kính hay là tất cả những cái này nó rất là đều đẹp. Đó, không được có vết nào gọi là vết tích cạy mở hay xước, mà xước sơn bên trong thì không được rồi. Cái lớp kính này nó sẽ cái màu trắng kính này nó sẽ ngả màu sứ chứ nó không được ngả màu xanh đen hay là màu tối gì cả. Nếu mà tối thì có thể cái kính thay kính là kính đều cơ. Và cái thứ hai mình mở màn hình lên. Mình mở màn hình lên mình để ý cho em. Đây là với màu trắng thì nó có cái viền đen thì mọi người nhìn nó rất là dễ. Còn màu đen thì nó hơi ẩn nên là khó nhìn lắm. Thì đây với cái màu trắng này mọi người nhìn này. Thứ nhất là nó có bốn cái cạnh đen. Cái cạnh đen ở bên trong này, bốn cái cạnh đen. Thì bốn cạnh đen này nó phải bằng nhau, chứ không được có cái bên to, bên thấp, bên dài, bên ngắn hay là bên như này bên như kia, hay là ở trong nhìn cái màn hình ở trong nó hơi vắt chéo thì cái đấy thì không được. Đó, mình sẽ nhìn kỹ như này. Còn đi mua thì mình vẫn test, nếu mà test bên trong thì mình vẫn test bình thường thôi, đấy là test camera trước, camera sau, âm lượng, tắt ID nếu có này, wifi, cảm ứng, nói chung là tất tần tật như một con iPhone bất kỳ. Còn đây là con máy này của em là của cửa hàng, thì cậu test máy là thằng nghiện game cho nên là nó chơi game suốt ngày đêm thì test nhanh lắm. Cứ chơi một trò game mà các bạn chơi mà từ sáng cho đến tối rồi có bệnh gì ra hết, mình cam đoan cái đấy. Đấy, con nghiện nó sướng ở cái đấy. Nhưng mà dù gì thì những con nghiện thì cuối cùng cũng chết sớm thôi, nên các bạn chơi game vừa phải thôi nhé.